Nhà mình có rất nhiều các cây hoa ngũ sắc. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn là cây hoa ngũ sắc bố mẹ nhà mình nhá. Đây là cây màu trắng ạ, màu trắng tinh nhá, các bạn nhìn thấy chưa? Tiếp nữa là cây mau hoa màu đỏ thái nhá bạn nhá. Bây giờ tầm chiều chiều nó không có ánh nắng cho nên là nó không rực lên cái sắc đỏ của nó, nhưng mà ở đây là các bạn cũng nhìn thấy. Nữa là cây vàng ạ, vàng đơn sắc ạ. Đẹp chưa ạ? Còn ở trong trong xa xa kia là cây tím đứng nhá bạn nhá. Các bạn nhìn thấy cây tím đứng đấy chưa ạ? Đây, tí nữa mình sẽ mon men ra đây. Đây, đỏ thái rất là đẹp, sắc đỏ. Các bạn nhìn thấy này, đấy. Nó không được đẹp như là ở ngoài mắt mình nhìn thấy đâu. Trong này vào thì nó cứ hơi bị vào. Đó, màu trắng. Màu đây. Đi hẳn lên đây để cho các bạn nhìn thấy cây tím đứng nhá. Đây là cây tím đứng ạ. Đấy. Cây tím đứng ạ. Tím rủ ở đâu? Tím rủ ở trong kia cơ. Tí nữa mình quay tím rủ cho các bạn. Trắng này, đỏ thái này, vàng đơn sắc là 3 này, tím đứng là 4 này. Còn một loại nữa là màu vàng cam. Ra cây tím rủ cho bạn xem cây tím rủ nhá. Đây rồi, tím rủ đây. Đây, tím đứng đây ạ. Tím rủ đây. Đây, tím rủ đây. Cái lá tím rủ trông nó gầy guộc mong manh hơn. Đó, đây là cây tím rủ. Thế còn bây giờ mình sẽ quay về cái sản phẩm nhà mình. Đợt này có một cái đợt cái dòng sản phẩm cây to rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Đây ạ, đẹp chưa ạ? Đây là các cây sắc mà đỏ thái nhá bạn nhá. Sắc đỏ thái rất là đẹp. Đó. Cây tím đứng ạ. Tím đứng ạ. Các bạn có nhu cầu mà mua các cây ngũ sắc to như thế này thì vui lòng ủng hộ giúp cho nhà mình nha. Cái cây này gốc rất là đẹp luôn. Đây là gốc của ngũ sắc xịn đấy nhá, không phải gốc của cây châm ổi ghép đâu bạn ạ. Đó. Vì là cây bố mẹ nhà mình to thế kia cơ mà. Ngoài ra nhà mình có chuối này, có chuỗi ngọc này, có nhiều các cây hàng lá, hàng nền khác. Các bạn có nhu cầu thì ủng hộ giúp cho nhà mình đặt hàng nhé. Cảm ơn các bạn nhiều nha.